Hello mọi người, hôm nay trời mưa mát mẻ quá nên quyết định chở gia đình đi ăn buffet một bữa nha. Đó, mọi người thấy cái quán vàng vàng bên trái không? Sắp tới rồi nha. Quán tên là 217BBQ, nằm trên đường Hùng Vương, thuộc thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đây có thể là một trong những quán có diện tích rộng và thoáng mát nhất, giá cả phù hợp, phục vụ lại chu đáo. Gia đình mình thì tới quán này ăn cũng rất là nhiều lần rồi. Sẵn dịp đang thèm đồ nướng nên dẫn vợ và các con đi luôn để mình quay sơ các món tại quán cho mọi người coi nha. Ở đây các loại hải sản cũng rất là phong phú, các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng rất là nhiều. Có cả cua sốt me, cua cháy tỏi nữa nè. Quầy nước chấm thì cũng rất là đầy đủ nha. Hôm nay thì gia đình mình đi ăn đồ nướng thôi, không có ăn lẩu nên sẽ dùng ba loại sốt này nha. Đúng là con nít vô thấy bánh phồng là lấy liền ăn hà. Đi ăn buffet cũng là cơ hội để cho tụi nhỏ tự lập nha mọi người. Thích gì là tự lấy hà, khỏi cần kêu ba mẹ luôn. Nãy giờ đi lựa cũng được khá hải sản rồi nha. Bây giờ sẽ nướng cho tụi nhỏ ăn trước nha mọi người. Con gái mình rất thích ăn món bò cuộn nấm nên mình lấy nhiều hơi chút nha. Rồi bà ăn no rồi đó, bây giờ cuốn lần hai cuốn luôn ăn cho đã mới được. Ăn món này phải chấm nước sốt mè mới đúng bài nha mọi người. Rồi nãy giờ chạy chơi vòng vòng đói rồi, kêu mình nướng ăn tiếp đi nè. Rồi thôi tạm biệt mọi người, hẹn mọi người ở clip sau nha. Bye.